Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ cho White Liger thi đấu với Son of Mark Thunder. Đây là hai đại diện, một đại diện do dòng roi cũ, đó là Son of Mark Thunder, và dòng roi mới là White Liger. Chiến binh hạng trung xuất sắc nhất của mình. Như quen thuộc thì mình sẽ thi ba thể loại thôi, đó thì chạy nhanh, kéo co và cuộc thi đâm đối đầu. Ok, bây giờ mình sẽ vào cuộc thi thứ nhất nha, đó là cuộc thi chạy nhanh. Ok các bạn, để đảm bảo tính an toàn thì mình đã buộc cái sừng ở con kiếm của White Liger lên, như một số bạn lần trước đã góp ý với mình. Ok, đây là phải xuất phát đây các bạn nhé. Thì đây sẽ là vạch đích. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. 1, 2, 3. Son of Mark Thunder đang bóng bay bay các bạn ạ, bỏ xa sư tử White Liger rồi. Sư tử White Liger đang đi một chút lệch đường, mình phải chỉnh lại. Ăn thua. Ok, như vậy là Son of Mark Thunder đã về đích rồi các bạn ạ. Son of Mark Thunder đã thể hiện sự vượt trội của mình. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần thi thứ hai nha, đó là phần thi kéo co. Ok các bạn, mình sẽ vào phần thi thứ hai, đó là phần thi kéo co. 1, 2. Vâng, Son of Mark Thunder rất khỏe các bạn ạ. Phần thi thứ hai cũng diễn ra hết sức trong vánh. Ok, mình sẽ vào phần thi cuối nha. Cho hai con đâm trực diện vào nhau. Nào nào. 1, 2. Vâng, hai con đang bị lệch hướng thì mình chỉnh lại cho đúng hướng. Lại lệch tiếp. Wow, lại lệch tiếp này. Vâng, trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Mình đánh giá là phần thắng nghiêng một chút về Mark Thunder. Mình sẽ chỉnh lại một chút cho công bằng. Vâng, sư tử White Liger đã bị đẩy đi rồi các bạn ạ. Ok, vậy là phần thắng chung cuộc ngày hôm nay đã nghiêng về Son of Mark Thunder.
Ok các bạn, vậy là mình đã biết được người thắng cuộc ngày hôm nay đó là Sander Mathander. Và các bạn hãy dành một tràng pháo tay cho Mathander nào. Ok, mình cũng xin dừng video đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.